Vòng đấu thứ hai của Premier League mùa giải 2024-2025 đã chính thức khép lại và những diễn biến trên sân cỏ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ. So với lượt trận khai màn, sức mạnh của nhóm Big Six đã được khẳng định rõ ràng hơn. Tuy nhiên không phải tất cả đều có kết quả thuận lợi. Một trong những cái tên gây thất vọng chính là Manchester United. Thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag bất ngờ trở thành ngoại lệ trong một vòng đấu mà họ tiếp tục được ra quân đầu tiên. Dù có nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ, lối chơi của Quỷ Đỏ vẫn chưa thể hiện được đẳng cấp mà một ứng cử viên vô địch cần có. Trái lại, các đội bóng mạnh khác như là Manchester City, Arsenal và Tottenham Hotspur đều dễ dàng có được chiến thắng trước những đối thủ yếu hơn. Kết quả của vòng đấu này phản ánh phần nào bức tranh tổng quan của Premier League mùa giải mới, một bức tranh mà hứa hẹn sẽ tiếp tục khó khăn cho những tân binh và cơ hội để một thế lực mới xuất hiện như trong mùa giải trước sẽ thực sự trông gai. Trận đấu mở màn của vòng 2 là cuộc đối đầu giữa Brighton và Manchester United. Đội chủ sân Old Trafford dù đã có những thay đổi chiến thuật, vẫn chưa thể thoát khỏi những vấn đề cố hữu. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 dành cho đội chủ nhà Brighton và chim mòng biển tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng. João Pedro là người hùng của Brighton khi ghi bàn quyết định ở phút thứ 95, đưa đội nhà giành trọn vẹn 3 điểm. Đây là một trận đấu đáng nhớ với thầy trò huấn luyện viên Fabian Huseler khi họ đã cho thấy sự khởi đầu mạnh mẽ trong mùa giải mới, đặc biệt là trước một đối thủ như Manchester United. Danny Welbeck, cựu tiền đạo của United, đã giúp Brighton dẫn trước trong hiệp 1 với pha lập công đầu tiên của mình trong trận. Amad Diallo sau đó đã kịp thời san bằng tỷ số cho United ở phút 60. MU sau đó cũng có cơ hội chính thức vươn lên từ pha lập công của Alejandro Garnacho ở phút thứ 72, nhưng bàn thắng này đã bị từ chối sau khi VAR xác định cầu thủ vào sân thay người Joshua Zirkzee của United đã ở trong tư thế việt vị. Từ đó, Brighton dần chiếm lại thế trận và João Pedro đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng quyết định, ấn định tỷ số 2-1 cho đội chủ sân The Amex. Thất bại này khiến Manchester United có nhiều điều cần phải rút ra, trong khi Brighton thì vẫn bài ca quen thuộc với những vòng đầu tiên rất khí thế. Cùng ngày thi đấu, Manchester City, Tottenham Hotspur và Arsenal đều ra sân và giành được những chiến thắng dễ dàng. Đầu tiên là trận đấu giữa Man City và Ipswich Town. Manchester City đã cho thấy đẳng cấp vượt trội khi đè bẹp Ipswich với tỷ số 4-1. Erling Haaland tiếp tục thể hiện khả năng săn bàn đáng sợ của mình với một cú hat-trick. Ipswich Town, đội bóng mới thăng hạng sau 22 năm, dù khởi đầu đầy mơ mộng với bàn thắng mở tỷ số của Sami Smodzic ở phút thứ 70, nhưng không thể chống đỡ trước sức mạnh của nhà đương kim vô địch. Erling Haaland nhanh chóng gỡ hòa từ chấm phạt đền và sau đó tiếp tục ghi thêm hai bàn nữa, giúp Man City hoàn thành chiến thắng dễ dàng. Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola đã chứng tỏ họ vẫn là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch mùa này với lối chơi áp đảo và hiệu quả. Nhưng chỉ mong họ không vô địch lần thứ 5 liên tiếp, chứ không thì tầm này, riêng City thì được quyền gọi giải đấu của mình là cái giỏ cải. Ở một trận đấu khác, Tottenham Hotspur đã có màn trình diễn ấn tượng khi đè bẹp Everton với tỷ số 4-0. Son Heung-min là ngôi sao sáng nhất trận đấu khi lập cú đúp, trong đó có một bàn thắng đẹp mắt sau pha phối hợp nhịp nhàng với các đồng đội. Tottenham đã nhập cuộc rất mạnh mẽ và không cho Everton bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Thủ thành Jordan Pickford của Everton mắc sai lầm nghiêm trọng khi để Son cướp bóng ghi bàn vào lưới trống, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đội khách. Thắng lợi này không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn cho Tottenham Hotspur mà còn củng cố niềm tin vào khả năng cạnh tranh của đội bóng hậu kỷ nguyên Harry Kane dưới quyền điều hành của Ange Postecoglou. Gà trống thì trong mùa giải này vẫn tiếp tục không được kỳ vọng nhiều. Họ thậm chí là còn không được đánh giá cao đến mức có thể lọt vào top 4. Arsenal, một tập thể phía Bắc London khác, cũng không hề kém cạnh khi có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Aston Villa. Dù phải làm khách tại Villa Park, Arsenal vẫn thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn. Trận đấu được đánh giá là thử thách khó khăn nhất của Arsenal kể từ đầu mùa giải, nhưng họ đã vượt qua với sự tỏa sáng của các cá nhân. Thủ thành David Raya đã có màn trình diễn xuất sắc với những pha cứu thua quan trọng, đặc biệt là cú cản phá tuyệt vời trước cú sút của Ollie Watkins. Bàn thắng mở tỷ số của Arsenal đến từ cầu thủ vào sân thay người Leandro Trossard, người đã tận dụng tốt cơ hội và ghi bàn ngay từ lần chạm bóng đầu tiên. Thomas Partey sau đó ấn định chiến thắng cho Arsenal, giúp pháo thủ có được 3 điểm quý giá. Đây là một chiến thắng rất ý nghĩa, nó giúp cho Arsenal duy trì cuộc đua vô địch sau khi họ đã bị Villa gây khó khăn rất nhiều trong mùa giải trước. Arsenal thì vẫn mạnh mẽ, vẫn chính xác và trông có vẻ tâm trạng của họ còn có phần thư thái thay vì cố quá, hăm hở để giành chiến thắng chinh phục người hâm mộ như cách đây chừng 2 năm. Mà đây thì chính là tâm thế của một ông lớn thực sự rồi. Trong các trận đấu cùng ngày, Crystal Palace thua 0-2 trước West Ham
Fulham có chiến thắng 2-1 trước Leicester City, trong khi Southampton thất bại 0-1 trước Nottingham Forest. Những kết quả này phần nào phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt tại Premier League, nơi mà mỗi trận đấu đều có thể tạo ra những bất ngờ, nhất là giai đoạn đầu mùa. Ngày thi đấu thứ hai của vòng đấu chỉ diễn ra 3 trận theo giờ địa phương, nhưng điểm nhấn đặc biệt nhất lại thuộc về trận đấu giữa Wolverhampton và Chelsea. Chelsea đã có một chiến thắng ấn tượng 6-2 cho Wolverhampton, trong đó Nonny Madueke tỏa sáng với một cú hat-trick. Đây là chiến thắng đầu tiên của Chelsea ở mùa giải năm nay và nó đến vào thời điểm rất cần thiết. Đội bóng của huấn luyện viên Enzo Maresca đã gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu mùa, nhưng trận thắng này có thể là bước ngoặt giúp họ lấy lại sự tự tin. Trận đấu diễn ra đầy kịch tính và căng thẳng, với Wolverhampton liên tục đáp trả nhưng không thể giữ vững trước sức tấn công mạnh mẽ của Chelsea. Nicolas Jackson và João Felix cũng góp công vào chiến thắng với những pha lập công quan trọng, khẳng định sự áp đảo của Chelsea trong suốt trận đấu. Vấn đề của The Blues đó là ngay cả trong mùa trước, với sự tỏa sáng của Cole Palmer thì không phải lần đầu tiên mà họ thể hiện được bộ mặt như thế này. Với sức trẻ sẵn có và tài năng, điều quan trọng từ phía các cầu thủ đó là phải làm sao giữ được sự quyết tâm qua từng vòng, mà trước mắt thì người hâm mộ cũng chỉ dám trông mong chứ chẳng thể nào kỳ vọng quá nhiều. Liverpool cũng có một ngày thi đấu thành công khi đánh bại Brentford 2-0 trên sân nhà Anfield. Đây là trận đấu sân nhà đầu tiên của huấn luyện viên Arne Slot tại Premier League và ông đã có màn ra mắt không thể tốt hơn. Luis Diaz mở tỷ số cho Liverpool ở phút thứ 13, đánh dấu lần ra sân thứ 100 của anh cho câu lạc bộ. Mohamed Salah sau đó ghi bàn ấn định chiến thắng với một cú dứt điểm chuẩn xác, giúp Liverpool có được 3 điểm trọn vẹn. Brentford dù đã rất nỗ lực nhưng thiếu vắng Ivan Tony trong đội hình đã khiến họ không thể tạo ra nhiều đột biến. Chiến thắng này giúp Liverpool tiếp tục khởi đầu mùa giải với phong độ ấn tượng, sẵn sàng cho những thách thức lớn hơn ở phía trước. Nhìn chung thì không có Jurgen Klopp, có vẻ The Kop vẫn là một tập thể đủ sức hướng đến top 4 hay thậm chí xa hơn là cuộc đua đường trường với Man City và Arsenal. Trận đấu cuối cùng trong ngày thi đấu này giữa Bournemouth và Newcastle kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Cả hai đội đều đã cố gắng để giành chiến thắng, nhưng không bên nào có thể ghi bàn quyết định trong những phút cuối trận. Đây là một kết quả công bằng cho cả hai đội sau những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 90 phút. Vòng đấu thứ hai của Premier League đã mang đến những trận cầu hấp dẫn và những bất ngờ thú vị. Dù mới chỉ là những trận đấu đầu tiên của mùa giải, nhưng những diễn biến này đã phần nào cho thấy sự khắc nghiệt và tính cạnh tranh cao của giải đấu hàng đầu nước Anh. Các đội bóng lớn như là Man City, Arsenal, Chelsea và Tottenham Hotspur đã khẳng định sức mạnh, trong khi Manchester United và Newcastle vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn làm cho người hâm mộ bớt đi sự âu lo. Mùa giải còn rất dài và chắc chắn sẽ còn nhiều kịch tính, nhưng vòng đấu này với số lượng bàn thắng nhiều khủng khiếp, quả nhiên đã thổi bùng lên ngọn lửa đam mê thực sự từ người hâm mộ. Khởi điểm đã như thế này, vậy thì đến giai đoạn cân não nhất, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh sẽ còn chiêu đãi người hâm mộ những bữa yến tiệc như thế nào nữa đây?